ngon, chùm này ngon này. Đây là cảnh hái nho nha mọi người. Anh hai, cầm cầm em cắt chùm này với được không? Ở đây mình có thể hái ăn tự do thoải mái. Chủ tiệm cũng chủ vườn nho không có gì là khó khăn hết. Dễ mến, dễ thương. Đó, xem Sumo hái này các bạn. Sumo chào các bạn đi. Nguyên cái làng nho Thái An. Cách Vĩnh Hy khoảng 6 phút đi xe hơi. 40.000 một ký nha mọi người. Rồi bác Hai cầm cho con. Mình nó có nhiều vườn nho lắm. Mình cứ thấy vườn nho nào chín thì mình đi vô thôi. Còn vườn nho nào không chín và mát lắm nha mọi người. Gia Hòa, đây là cảnh Gia Hòa hái. Gia Hòa đã cắt vô tay và có thể là chảy máu. Không khóc. Mọi người xem nè. À, anh Gia Hòa. Anh Gia Hòa cho hái một chùm nhỏ. Đó kia kìa. Diệu Anh ơi, ghế kìa con. Đó. À ghế bệnh rồi hả? Vậy bây giờ phải làm sao? Không được, gỡ không có ra Diệu Anh à. Gỡ không có ra đâu con nha. Tại vì mình đứng lên là nó nặng rồi. Ê, không có hái chùm đó nó không được đẹp đâu con. Đi quan sát tiếp, con trai đi. Chùm này cũng được này, được không con trai, chùm này được không? Chùm này hả? Ừ. Không biết anh Gia Hòa nó tới được không? Cầm cầm nè. Oh my god, rồi hư mất rồi. Dơ rồi con trai. Rồi, cẩn thận nha. Mình đừng bỏ phí tội nghiệp nó nha. Lần sau mình hái thì ba có thể hứng lại nha. Xin lỗi trái nho. Đi đi, mình đi quan sát tiếp quan trọng. Đó, lấy ghế đó cũng được. Đó kìa Sumo. Thì mình mang dép đứng lên nó phải dơ thôi, đúng không? Thấy cái ghế nào cũng dơ hết. Nếu mà đây mình rút kinh nghiệm mình sẽ hứng vô nữa. Ồ ồ. Sao không được ta? Thôi mình đi lựa trái khác đi con. Mình lựa cái nào nó vừa tay của mình á. Gia Hòa đừng hái chùm nó tội nghiệp nó nha. Cái nào mình không tới mình đừng hái tội nghiệp. Không, cái chùm nó chưa chín. Đây này Gia Hòa, ba phát hiện nó ở đây này. Ê, chùm này có được không con? Không, chùm này hư hết rồi. Ủa sao, tại sao nho người ta để cho chín héo nhiều lắm. Gia Hòa đi đường này con. Chùm nào? Ba đang quan sát. Cái chùm trên đầu ba á. Chùm trên đầu ba hả? Đây nè. Rồi khó hái lắm. Ê, đây chỗ này nè. Đây. Ừ? Trời ơi. Gia Hòa đã phát hiện ra chùm siêu bự siêu to khổng lồ này các bạn. Từ. Để cho các bạn xem đã. Rồi Gia Hòa hái. Quá đỉnh luôn. Thu hoạch. Rồi tiếp. Vườn nho rất là thích. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm vườn nho. Ở đây hay lắm. 3-4 vườn nho người ta kết hợp lại. Rồi ví dụ khách du lịch vô thì người ta sẽ dẫn đến vườn nho chính. Người ta cũng dễ thương. Wow, đâu cho Gia Hòa cho các bạn xem coi. Siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Nhưng mà hái bao giờ mới được xong đây? Nhớ ba mệt quá hay sao? Chưa chín, chùm nào với chín, màu nào với chín con biết chưa? Đó. Có một chai màu đen. À. Nó còn nhỏ. Còn quan sát đi nha. Ở đây có biển Ninh Chữ cũng đẹp lắm. Lần sau mình sẽ đi tới Phan Rang. Mình nghỉ ở khách sạn Phan Rang. Rồi mình đi tắm biển Ninh Chữ. Sáng mình sẽ đi Vĩnh Hy. Mình đi lặn san hô. Đó mình kết hợp này. Mình sẽ biết được nhiều nhiều cái địa điểm du lịch hơn.
biển trong xanh sạch sẽ lắm. Không 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 không, cái đó ba nghĩ là chưa được đúng không? Mình đi kiếm cái chùm khác. Một trái bị gãy thì bây giờ sao? Thôi kệ nó đi. Coi chừng hải lỗ quá nha. Đâu chùm đó con thấy sao? Chín chưa? Con nghĩ nó chín chưa? Chưa được đâu, chưa được đâu. Đúng không? Con nghĩ. Đây, ba phát hiện nó rồi. Kìa đây. Dâu rồi chưa? Đó, con thử quan sát coi. Cái này hả? Con quan sát đi. Không phải, bình tĩnh đi. Đâu, quan sát đi. Con nghĩ coi được chưa? Bà nhìn coi. Nó có bị héo. Ồ, nó chín quá luôn rồi. Ồ, kỳ ta. Tại sao người ta lại để chín quá vậy? Người ta không thu hoạch bán. Đấy. Đâu. Ổn định á. Chùm này chắc ổn định á. Nhưng mà coi chừng bụp vô tay nha bạn. Không sao, không khóc. Coi chừng nó rớt xuống nữa nha. Bây giờ mày làm sao? Từ để bà hứng. Wow. Gia Hòa quá giỏi các bạn à, lần Gia Hòa có kinh nghiệm hơn rồi. Gia Hòa quá giỏi các bạn ơi. Có một cái lỗ nha. Đâu đâu? À, nói chung là cứ thấy lỗ là các bạn là Gia Hòa rất là thích. Gia Hân sao rồi con? Mọi người lấy hết cái vỏ nho nhiều của con. Ừ. Xem thành quà của Gia Hòa nè mọi người. Quá đỉnh luôn. Trời ơi, sao mà trái của Gia Hòa hơi bị nhiều. Quan sát tiếp Gia Hòa ơi. Gia Hòa. Nè. Qua đây nữa nè. Đây. Từ quan sát coi trái nó làm sao. Nó có bị thúi không? Không. Này, một số trái nó bị thúi đây, con nhìn coi bên này nè. Đừng có mạnh tay quá, nó tội nghiệp nó. Tiếp. Tiếp. Con quan sát coi nó có bị thúi không? Đâu ta? Ơi, bạn. Trời ơi, quá trời luôn bạn. Đẳng cấp đó. Cái này được không? Nhìn cái chùm này được không bạn? Có một trái. Nó bị thơm nữa rồi. Trời ơi bạn. Trời ơi, cái chùm này nó đã bạn. Trời. Có một trái bị đen á. Một trái thì không sao đâu. Không, nó giỡn thôi mà. Đâu. Con thấy nó. Từ quan sát nha mọi người, xem cảnh Gia Hòa hái này nha, quá đỉnh luôn. Gia Hòa cắt vô tay này, chảy máu. Wow, Gia Hòa cho các bạn xem đi. Gia Hòa nói đi hái nho có thích không? Thích. Có hạnh phúc không? Chừng to. Đâu chỗ nào nữa bạn? Ơi bạn. Đây này. Nó có bị thúi không? Không, có một trái xanh, hai trái xanh. Ừ. Đây nhiều trái chín lắm nè. Nhưng mà mày quan sát cái chùm nào nhỉ? Ơi, cái chùm này được không bạn? Ổn định không? Nhưng mà cao quá rồi. Ai, các bạn xem cho quà này, từ bình tĩnh nha. Cố gắng lên, bình tĩnh. Gia Hòa đã chơi mượn ghế của chị Hai kết hợp lại. Đâu, hai không cho mượn đâu. Từ nhé Gia Hòa. Anh đang moi móc kiểu gì, anh đang nghiên cứu. Từ bà xem quan sát coi cái vườn này, cái trái này nó chùm nó quá bự các bạn. Rồi, thấy rồi. Thấy. Wow, trời ơi, anh Gia Hòa anh đã hái được cái chùm trà bá luôn. Rồi, mình nặng quá rồi, chắc mình phải nghỉ một tí đi các bạn ơi, nặng quá. Gia Hòa chạy. Để xuống.
Rồi chào các bạn nha.